Bão số 3 hiện đang giữ cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Bão đi chậm nên tâm bão vẫn ở trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo trong hôm nay bão sẽ còn tiếp tục mạnh thêm và trở thành siêu bão. Đến 7 giờ sáng mai, sức gió vùng gần tâm bão có thể lên đến cấp 16, giật trên cấp 17, khi tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 190 km về phía đông. Sau đó khoảng đêm mai, sáng sớm ngày 7 tháng 9, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, Cường độ vẫn còn rất mạnh ở cấp 13-14, giật cấp 17. Từ trưa chiều ngày 7 tháng 9, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền bắc bộ, gây gió mạnh kèm mưa lớn. Còn trong 24 giờ tới, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển sẽ là phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 111,5 đến 119,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng cao và gió giật mạnh ngay khi nhận được những thông tin về cơn bão số 3, các lực lượng chức năng huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng liên tục phát thông báo kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Đến 11 giờ trưa ngày hôm qua, có 75 phương tiện và 98 lao động đang neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Trên vùng biển Bạch Long Vĩ có 170 phương tiện hoạt động cách đảo từ 2 đến 15 hải lý. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn nhằm chủ động các phương án ứng phó với bão số. 3. 3. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, kêu gọi chủ phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm. Thanh Hóa còn trên 830 tàu cá với khoảng 6.500 lao động đang hoạt động trên biển, tập trung tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Các địa phương và cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi và thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão.